Rồi ông chuẩn bị đi đâu mặc đồ đẹp như vậy? Thì tôi đi nhậu, chút xíu tôi về à. Nhậu nhậu hoài, dạo này công an bắt dữ lắm đó nha. Tôi biết rồi, bữa nay tôi nhậu ít hà. Chị nào bà alo cái này tôi về. A few moments later. Alo, ông về chưa? Alo, alo. Alo, nghe tôi nói gì không? Alo. Alo, không nghe bà nói gì trơn á. Ôi chắc mắt sống rồi phải hay gì rồi. Alo. Alo. Chắc điện thoại bà nó hư cái mic vậy bà ơi, bà nói tôi không nghe gì trơn á. Vậy chút giờ ông sửa cái mic lại cho tôi nha. Để đi rồi chút về tôi sửa cho. Rồi. Rồi, vô em ơi, vô. Ủa, sao mình nói ông không nghe mà ông trả lời mình đi bon vậy ta? Cái ông cố nậu này về tới số với mình. Ông mà biết tai tôi. Alo. Em lấy xe em rước anh ơi, giờ công an bắt xe tiêu rồi. Alo, nghe nói gì không? Hả? Ông nói gì? Nó công an bắt xe tôi rồi, xa lắm gì không có được. Bà ra rước tôi đi. Alo. Điện thoại tôi nó bị hư cái mic là gì rồi? Không, ông nói gì tôi không nghe hết trơn á. Trời ơi. Alo. Ông tranh thủ coi về sớm sửa cái mic điện thoại giùm tôi nha. Ê ơi à. Chừa cái tội nha. Dám gạt tôi hả? Chuyến này tôi cho ông lội bộ gã giò luôn. Mời đẹp, mời đẹp.